Cô Doan xin chào tất cả các bậc phụ huynh và các con. Vậy là sắp đến Tết rồi đấy các con ạ. Ở nhà chúng mình đã biết giúp đỡ bố mẹ những công việc gì rồi? Quét nhà, lau bàn ghế hay thu dọn đồ dùng đồ chơi. Hôm nay cô Doan sẽ hướng dẫn chúng mình một công việc nho nhỏ nhưng rất là thú vị đấy. Trước tiên cô gấp hai cánh tay. Tiếp theo cô gấp đôi thân áo. Cô dùng tay miết phẳng áo và lại gấp đôi thân áo lại. Vậy là cô đã gấp xong chiếc áo rồi đấy. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn chúng mình kỹ năng gấp quần. Đây là một chiếc quần dài. Đây là mặt trước của quần. Còn đây là mặt sau của quần. Cô cũng trải chiếc quần ra trước mặt. Đây là cạp quần, gấu quần và hai ống quần. Cô dùng tay miết phẳng quần. Sau đó cô gấp hai ống quần lại. Dùng tay miết phẳng quần. Tiếp theo cô lại gấp đôi ống quần lại. Vậy là cô đã gấp xong chiếc quần rồi đấy. Vừa rồi cô đã hướng dẫn chúng mình kỹ năng gấp quần áo. Ngoài việc gấp quần áo cho bản thân thì chúng mình hãy gấp quần áo giúp cho ông, bà, bố, mẹ và các em nhỏ nữa nhé. Giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào tất cả các con và hẹn gặp lại chúng mình vào những giờ học tiếp theo.